Đoạn tuyến vành đai 3 đi trùng với đường Mỹ Phước, Tân Vạn được đề xuất đầu tư thành dự án mới độc lập bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố chia thành 8 dự án thành phần và giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An làm cơ quan chủ quản triển khai đầu tư. Trong đó, có đoạn dài hơn 15 km thuộc địa phận tỉnh Bình Dương chưa đầu tư, tận dụng đường Mỹ Phước, Tân Vạn để lưu thông khép kín đường vành đai 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có văn bản báo cáo về việc đầu tư đoạn 15,3 km đường vành đai 3 đi trùng đường Mỹ Phước, Tân Vạn. Địa phương này đề nghị hình thành dự án mới sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương còn dư từ các dự án thành phần khác của đường vành đai 3 và bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương để đủ bố trí thực hiện dự án. Trên cơ sở đề xuất, Bộ Giao thông Vận tải đã họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và thống nhất và đề nghị cấp có thẩm quyền địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện đầu tư đoạn tuyến nêu trên thành dự án mới vận hành độc lập. Bộ Giao thông Vận tải thông tin,